Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại trên kênh tôi nói của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tôi nói bức tranh đó là chân dung một cô gái tết tóc và có đến thêm những hạt ngọc ở trên tóc nha. Đó, hôm nay cô gái có màu đẹp siêu cái dễ dai. Cũng là tô màu ở bên nhé. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc này những hạt ngọc này mình sẽ tô màu xanh than. Bên bàn tay mình sẽ tô màu vàng. Môi mình sẽ cho một nhỏ. Chiều ngày hôm nay mình sẽ tô màu xanh nước biển nha. Thank you.
ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh hình ảnh cô gái tết tóc màu vàng và mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh nước biển. Hôm nay mình có tô luôn chiếc khuyên tai màu vàng và trên tóc có đến những hạt ngọc màu xanh than nha. Thì các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay của mình, tô màu cho cô gái. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Xin chào.